để tăng cường công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ cho phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Quốc phòng vừa điều động xe labo xét nghiệm di động từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Với xe labo xét nghiệm di động, đây là một món quà vô cùng quý giá của Liên bang Nga tài trợ cho chính phủ Việt Nam và giao cho Bộ Quốc phòng ở trung tâm điều phối Nga tiếp nhận, quản lý, chuyển giao và đưa vào sử dụng. Đây là một trong những xe hiện đại nhất trong thời điểm này của Việt Nam. Về xe có thể xét nghiệm phát hiện ra nhiều mầm bệnh, trong đó có những mầm bệnh tối nguy hiểm. Xe labo xét nghiệm di động đã được sử dụng để xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng, Quảng Bình, Bắc Giang và hiện tại được sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Công suất tối đa của xe labo có thể xét nghiệm được 400 mẫu đơn trên ngày và trả kết quả trong vòng 24 giờ. Xe đáp ứng được mọi điều kiện địa hình, xe có 2 máy phát điện để có thể làm việc ở những nơi không có điện. Xe labo khởi hành tại Hà Nội vào lúc 5 giờ sáng ngày 8 tháng 7 và có mặt tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga chi nhánh phía Nam vào lúc 21 giờ 30 ngày 9 tháng 7. Vì là không có chỗ ăn, không có chỗ nghỉ nên anh em tôi cứ thế là chạy. Đến giờ này xe của chúng tôi đã về đến chi nhánh và thành phố Hồ Chí Minh thì là xe và người đều an toàn, sức khỏe là ổn định. Cảm giác của tôi cũng như các đồng chí trên kiếp xe là rất là tự hào. Đến 10 giờ 30 ngày 10 tháng 7, xe labo sẵn sàng nhận mẫu để xét nghiệm. Một ekip làm việc trên xe labo gồm 3 nhân viên xét nghiệm. Môi trường xét nghiệm nhỏ, sử dụng áp lực âm nên tiếng ồn lớn, nhưng các nhân viên xét nghiệm vẫn cố gắng miệt mài để việc xét nghiệm có kết quả sớm nhất. Nhận được lệnh của thủ trưởng và cấp trên giao cho thì chúng tôi đã nhanh chóng thu xếp công việc của mình ở ngoài Hà Nội và sau đó nhận nhiệm vụ và ngay lập tức đã khởi hành đi lên đường vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 7. Khi ở ngoài Bắc thì một đợt dịch bùng lên thì chúng tôi đều tham gia vào công việc xét nghiệm để phục vụ cho phòng chống dịch. Chính vì thế mà bản thân chúng tôi là mỗi người đều đã có một kinh tích lũy cho mình được một kinh nghiệm riêng và khi vào thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi mang theo những kinh nghiệm đó để với hy vọng là có thể giúp đỡ được thành phố trong đợt dịch tới này. Được sự thống nhất của Cục Quân y, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 17 giờ ngày 4 tháng 7, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga chi nhánh phía Nam bắt đầu triển khai phòng xét nghiệm vi sinh để nhận mẫu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến. Trong ngày đầu tiên, trung tâm đã nhận 1.203 mẫu, phát hiện có 30 mẫu dương tính. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga chi nhánh phía Nam đã xét nghiệm được hơn 3.000 mẫu gộp, tương đương khoảng 30.500 mẫu đơn, phát hiện 178 mẫu dương tính.